Hôm nay mình sẽ giới thiệu là cái vi sinh nó sẽ có tác dụng như thế nào đối với việc nuôi cá vàng nha. Đầu tiên thì nó sẽ phân hủy ammonia. Cá vàng là cái loại cá bạn biết rằng nó ăn rất là nhiều và nó sẽ thường để thức ăn thừa, và nó sẽ bởi vì ăn nhiều nên nó sẽ thải ra một cái số lượng phân lớn. Nhưng mà nếu mà để cái lượng thức ăn thừa và phân nhiều như vậy thì chúng sẽ có tính độc cao và nó sẽ trở thành ammoniac và gây ảnh hưởng xấu đến cá vàng. Tuy nhiên, nếu mà vi sinh được phát triển bình thường, tốt và có phát triển tốt trong bể cá thì nó sẽ ăn cái ammoniac này và phân hủy nó thành một cái loại gọi là nitrit, và một số khác còn lại thì nó sẽ bị phân hủy thành axit nitrit và sẽ mang tính ít độc hơn so với ammoniac. Và cái điều này nó sẽ làm giảm cái sự nguy hại của các chất dơ trong bể cá cho cá vàng và khiến cho cái bể cá cá vàng trở nên trong sạch hơn và tự nhiên hơn, tạo một cái môi trường nuôi thân thiện cho cá vàng hơn.